Chào anh em, tiếp tục thì hôm nay em tháo được một cái quán bia nha. Em lấy được vàng loa về, còn vàng men thì nó cũ quá cho nên em bán thanh lý cho chợ đó rồi. Vàng loa nó còn ngon nên đem về bán cho anh em nha. Rồi, đây là một cái thương hiệu đến từ Anh Quốc đó, Wattpadan Rồ, dòng Rồ anh em nha. Đây. Em tháo được 4 cặp Wattpadan Rồ Delta 12. Delta 12 anh em nha, còn nguyên tem. Đây. Delta 12. 29 hãng anh em nha. Anh em chơi yên tâm. Nói về chất lượng của Wattpadan thì những cái cặp ví dụ đồng giá và đồng cấu hình thì con JBL 4012. Nhưng mà 4012 thì đánh không có cửa với con này, bao anh em luôn. Em bán nhiều rồi em biết nha. Và một cặp mới của Wattpadan Delta 12 này là giá chính thức là giá bắt buộc bán lẻ luôn anh em nha, là 22.800.000. Và hôm nay anh em sẽ chơi được với một cái mức giá chỉ có một nửa tiền thôi, có 50% anh em nhé. Hiện tại một cặp Wattpadan rồi để em bán cho anh em là có 11 triệu thôi. Ở đây em có 4 cặp, 1, 2, 3, 4, tất cả 4 cặp này đều là rin 100% nha, lo rin hết nha. Em đã kiểm tra từng cái và ở đây có 3 con súp kép, 3 con súp kép đó là Impact 218B, Wattpadan Impact 218B. Thì mỗi một con súp kép này, một con mới này nó cũng trên 20 triệu một con đó, khoảng cũng 22 triệu mấy trăm ngàn con. Ở đây thì có 3 cái súp kép, thì trong đó nó có 6 cái loa thì có 3 cái nó còn rin rõ ràng luôn anh em nhé. Em kiểm tra rồi mới biết được 3 cái còn rin đó. Thì trong đây có một cặp, nói chung là bên đó ta đánh dữ quá rồi, nó bung ra ta đem quấn ha, không biết, mình chỉ biết là đánh ok, quấn lại đánh ok ngon lành mà giá nó rẻ. Một cái con rin á, một cái con súp kép rin như thế này em bán cho anh em là 10 triệu nha, một con này 10 triệu như con rin là 10 triệu ví dụ. Còn hai cái con này á, một con là bát còn nguyên, còn 3 cái nó quấn rồi, rõ ràng luôn anh em nha. Anh em mà mua lẻ ha, 6 triệu đồng cái, 2 cái quấn 6 triệu cái nha. Đó, 6 triệu cái anh em nha, chưa bao gồm phí ship anh em nha. Giá này anh chơi quá hồi. Còn cái vỏ xịn này không nha, anh em đi đóng một cái vỏ này không là mấy triệu rồi. Vỏ mình đóng không bao giờ tiếng đạt giống như đồ xịn anh em. Nè, anh em đang đánh có một cặp thôi, một cái súp kép thôi và 2 con loa thôi, tiếng nó êm lắm anh em. Đấy, đối với con loa, con này có công suất 400W, 400W RMS và 800W cho gần như maximum, rất là ok. Nó có bass V và BM, mình đánh bass V anh em nha, BM là tách cầu đó, chất lượng đồ xịn hãng nó sẽ tách cầu được anh em nha, hàng chính hãng tướng toàn audio phân phối nè, cho nên em yên tâm chơi không có sợ. Và loa này em đã kiểm tra, loa full là rin hết, còn sub là đúng kiểm tra là đúng 3 cái làm ha, còn 1 cái rin là 10 triệu, 2 cái quấn rồi có 6 triệu thôi. Đánh như rin anh em ơi, quấn giờ đánh như rin nè, quan trọng là người quấn như thế nào thôi, cho nên nó rất là rẻ, 6 triệu cái chưa bao gồm phí ship đối với 2 cái quấn, cái rin là 10 triệu, anh em chơi có nửa tiền cặp loa em bán có 11 triệu cặp ha. Đó, hiện tại là em đang đánh một cặp với một con súp kép cái men 4 kênh, ngàn quá kênh lắp tay đây ngày 2 đó nè, thấy không đó, con vàng với con men này đánh vô kênh rồi, kéo lại miếng lên nè anh em nghe nha, một cặp full thôi kéo nha, đây nha em đang đấu dây nè anh em nha. Có 50% thôi, 50% của cái trịch vàng thôi. Anh em nghe nha, 2 cái loa và 1 súp thôi. Ừ.
anh em thấy độ phê chưa? Đánh là mới một cái súp và hai cái full thôi. Anh em mà chơi một cặp súp với cặp full ha. Rồi còn dư thì anh em mua một cặp nữa anh làm cặp lời là anh em chơi tiền tùng khoảng 300 khách vô tư anh em nha. Có rẻ. Hiện tại cái bộ đang đánh như cặp loa này có 11 triệu à. Con súp này có 10 triệu à. Còn anh em mà lấy cái súp thứ này đang đánh là con súp quấn lại đây anh em nha, chứ không có đánh súp nguyên đó. Anh em thấy đi. Đánh khiếp rồi. À. Dây em đang dư câu một cái súp nữa. Đánh đúng bàn, đang đánh ba kênh nè. À, anh em thấy ba kênh ha. Còn một kênh đang để không để test cho anh em nha. Lớn miếng đây. Em lớn lên em nghe lại em tả nè. Làm giống như đầu sen được, đó một cái điều mà luôn luôn như thế. Thầy hãng á, hãng người ta là cái trăm cái đầu trọc á, nó ngồi nó nghiên cứu phòng ốc, còn mình là chỉ có cái đầu, dữ lắm là 2-3 cái đầu, không bao giờ lại người ta được anh em nha, không bao giờ lại hãng làm được. Giờ anh em chơi đồ hãng luôn luôn phải gọi là chất lượng hơn nha. Cho dù bây giờ anh em có đi đóng một cái thùng nó y như vậy, anh em nhập cái cũ về nó y như vậy, chưa chắc đánh ra tiếng được y như vậy. À, đúng cái vấn đề đó mình nghiên cứu hoài không ra được anh em nha. Đó, giờ anh em chơi nè, giá này giống như giá anh Lý, còn có 50% giá mới. Riêng hai cái con súp đã quấn lại ha, hai con đó là có 6 triệu một con thôi, chưa bao gồm phí ship anh em. Còn anh em mà lấy cái con riêng đó là 10 triệu nha. Cặp loa em Thanh Lý cho anh em chỉ còn có 11 triệu một cặp thôi nha. Cơ hội cho anh chơi, hôm trước em bán một cặp như thế này là 13 triệu anh em, tại vì giá mới nó là 22.800.000 là giá bán lẻ luôn nha, không phải là giá là đã chiết khấu rồi đấy. Mà hôm nay bây giờ anh em chơi một cặp này riêng đẹp như thế này, không tăng tan cút tiếp nha, với là full còn riêng hết, chưa có vệ sinh gì hết anh em, còn bụi nè mà nó đẹp rồi nha. Đó là có 11 triệu một cặp thôi nha. Anh em nhanh tay lẹ chân để chơi lễ chơi tết gì, đi show đi gì cũng được á. Anh em mà đi kẹo kéo ha, làm một cặp này với bốn con này chơi là vô tư luôn, một con súp nha với giày này đi đủ rồi. Ok anh em nhé, anh em nào chốt cặp nào alo em. Súp con rin là 10 triệu, hai con có quấn rồi 6 triệu con, lo full 11 triệu cặp nha. Anh em chuyển khoản đủ, đối những cái lo full này nè, anh em chuyển khoản đủ em bao luôn phí ship cho anh em. Còn súp á thì anh em có thể cộng hoặc chuyển gì đó, súp em không bao nổi, tại Thanh Lý mà súp vậy bao vậy chắc chết. Rồi em nhập full nè, mà lấy giờ mình lấy full không có súp mình không bán nó kỳ. Thôi lấy hết nguyên lô lo, đẩy ba cái con đẩy ven đẩy thì nó để nó tan nó xét rồi còn chạy, nhưng mà thôi em bán cho lái ở chợ nó lấy hết rồi. Rồi em lấy lo về đẩy súp kép nè, một cái về bán ra cho anh em 6 triệu kiếm cà phê thôi ha. À, nó rất là ok anh em. Bây giờ anh em đi mua một cái súp mới vậy anh em chơi không bao giờ bằng, em hứa với anh em một câu luôn nha. Đấy, giờ em lên miếng nhạc nữa cho anh em nghe rồi chúng ta kết thúc anh em nha. Đó, anh em nào chốt cái nào alo em có đó nha. Clip này em sẽ up ở hai kênh luôn.
yêu thì alo ngay cho em nhé. Lâu lâu mới có một cái đợt ngon như thế này chứ không mới có thường ha. À, cái nào ngon em đem về bán cho anh em chơi, còn cái nào mà không ngon nó giống như men biết rồi nó không ngon nữa, người ta lấy hết. Còn cái nào ngon thì đem về bán cho anh em chơi, giá nó mềm đúng nghĩa chất luôn, hàng đẳng cấp Watt Padan Pro anh em nha. À, rồi chào anh em, chào các bác nha.